第292天。ngày 292 hãy nghe và nhắc lại cách nói chẳng trách nói tốt như vậy nán, nán. quài nán mơ Hảo. Nán quài, hảo. Nán quài, hảo. Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng chung Giao tiếp thông thường còn coi là được. Nhật giao liều, khái soạn khởi thuận theo con đường này. Xuân trở trời thảo Phất vả. Xin khủ. Bộ đồ ăn phong cách Trung Quốc. Trung Quốc phong đờ Hơn nữa còn không chỉ một hai cái. 而且还不止一两个。không có chút ấn tượng nào cả, một chút ấn tượng cũng không có. Không có? 一点儿印象也没有。rất ít chú ý đến. 很少注意到。 深紫，旗袍，俗数量，青数量，这件上衣，这件上衣，放特洛，试衣间。 màu đen khơi sửa tiếp tục tìm thử xem chi truy cháu cháu khẳng không nhìn nhầm mấy càn sủa chuyên tâm lựa chọn dran xin theo vừa đẹp mắt vừa rẻ 又好看又便宜，二 triệu nguyên văn là hai trăm vạn，二百万，两百万，hai bạ，<吧>你们俩，你们两个，thật hay giả đấy，真的假的？ quá khen rồi. Qua chàng lợ. đã học mấy năm tiếng trung rồi.学了几年中文